Quý khán thính giả thân mến, hôm nay Tinh Hoa TV đặc biệt làm video này để chia sẻ với mọi người một phương pháp hữu hiệu, mong mọi người có thể bình an vượt qua đại dịch. Năm 2020, chúng tôi đã đăng tải một video chia sẻ về sự thần kỳ của chín chữ chân ngôn đang lưu truyền trên mạng xã hội. Đó là một sức mạnh vô hình có thể hóa giải virus Vũ Hán. Thời điểm ấy, nhiều người cho rằng đó là mê tín và hoang đường. Nhưng hôm nay, chúng tôi lại một lần nữa đưa chân tướng đến cho mọi người. Mong bạn có thể trân quý cơ duyên trước mắt. Trải nghiệm thần kỳ của người nhiễm COVID-19 khi niệm 9 chữ chân ngôn. Đầu tiên là trải nghiệm thần kỳ của chị Vân. Trong tổ làm việc có 19 người. Khi xét nghiệm thì 18 người là dương tính. Chỉ có chị là âm tính. Vì sao? Chị Vân tâm sự. Ngày 1 tháng 6 năm 2021, công ty mình bị ảnh hưởng của dịch bệnh rất là nhiều. Công ty Home Ica Vina, nơi mình làm việc có rất nhiều người bị F0. Mình vô cùng lo sợ vì mình còn hai đứa con còn rất nhỏ, lại thêm bệnh nền khó thở. Nhưng sau khi trấn tĩnh lại, mình sực nhớ ra chín chữ vàng là Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo, in trong tấm thẻ bình an của chị Hiệp ở gần nhà đã tặng. Mình liền niệm thường xuyên. Hôm sau, công ty cho xét nghiệm thì kết quả là mình không bị nhiễm, trong khi tổ mình có tất cả 19 người tiếp xúc nhau thường xuyên, làm việc cùng nhau, nói chuyện cùng nhau, trong khi mình còn hay quên cả đeo khẩu trang nữa. Nên lo lắm, nếu bị F0 thì mình sẽ rất nguy hiểm. Chín chữ vàng đó rất tuyệt vời và linh ứng, đã giúp mình vượt qua con virus nguy hiểm. Mong sao câu chuyện có thật này có thể giúp được nhiều người khác. Vậy là mình vui rồi, chúc mọi người bình an. Tiếp đến là câu chuyện và lời nhắn đầy cảm động của chị Ngọc Duyên, quê ở An Giang, mới lên Bình Dương làm được thời gian ngắn. Chị Duyên chia sẻ, lúc phát hiện dịch bệnh bùng phát ở Bình Dương, chị có rất nhiều triệu chứng như nhức mỏi hai gót chân, rồi hết chỗ này tới chỗ kia, toàn thân khó chịu. Hai ngày như vậy, chị bắt đầu thấy cơ thể mệt mỏi, sau đó bắt đầu lên cơn sốt, cảm giác vừa nóng vừa lạnh, thở cũng rất khó khăn. Tình cảnh không khác gì ngọn đèn treo trước gió. Lúc ấy chị nghĩ mình xong rồi, không thể nào sống nổi. Đang lúc tuyệt vọng, thì có một chị tên Phúc gần nhà trọ bảo là hãy niệm chín chữ vàng, Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo. Thành tâm niệm thì sẽ bình an vượt qua nguy hiểm. Nghe vậy chị lập tức niệm, niệm suốt từ nhà đến bệnh viện. Và điều kỳ diệu đã xuất hiện, chị thấy người khỏe ra, hết mệt, hết sốt. Đặc biệt là ngày 30 tháng 7 vừa qua, đi xét nghiệm, kết quả âm tính, chị mừng lắm, không biết nói như thế nào. Chị Duyên đặc biệt gửi đến mọi người vài lời rằng: mong anh chị em, cô bác, ai mà bị dương tính với COVID-19 thì hãy nhớ niệm. Mọi người hãy truyền giúp chín chữ này đến những ai chưa biết, hãy cứu lấy những người bị nhiễm bệnh. Chị ấy biết là nói ra sẽ có người tin, có người không tin, nhưng chị khẳng định mình có sao thì nói như vậy, không có nói dối. Tiếp đến là trải nghiệm đầy xúc động của một bệnh nhân từ F1 thành F0. Chị T, sinh năm 1984, là công nhân của công ty CE Clean ở Bắc Giang. Ngày 27 tháng 5, chị nhận kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, sau đó lập tức được đưa vào bệnh viện. Lúc đó chị hoàn toàn suy sụp, có lúc chị muốn chết đi cho xong. Trưa ngày 2 tháng 6, chị nhận được tin nhắn của nhóm thiện nguyện. Chị đặc biệt nhớ một câu, đó là thành tâm niệm chín chữ Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo.
sẽ có thể có cơ hội vượt qua COVID. Và chị ấy bắt đầu niệm. Buổi tối trước khi ngủ, chị thành tâm nhẩm niệm rất nhiều lần. Những ngày sau đó, chị được lấy mẫu xét nghiệm 3 lần và cả 3 đều cho kết quả âm tính. Chị T có lời nhắn đến mọi người đang trong vùng tâm dịch rằng: mình không hề biết gì về Pháp Luân Công cho đến khi được nhóm thiện nguyện giúp đỡ khi đang cách ly. Mình cảm thấy Pháp Luân Công rất tốt và cũng giới thiệu cho nhiều người ở khu cách ly. Mong mọi người thành tâm niệm 9 chữ Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo để trải nghiệm được như mình. Tất cả cũng không mất mát gì của mọi người, chỉ là chúng ta có niềm tin và thành tâm một chút. Sau đây là trải nghiệm của bạn Hải Uyên, một điều dưỡng viên đang học tập và làm việc tại Cộng hòa Liên bang Đức. Hải Uyên chia sẻ, tháng 11 năm 2020, virus Vũ Hán đã càn quét qua nơi mình làm việc. Hầu hết các đồng nghiệp và bệnh nhân trong viện đều bị lây nhiễm. Thời điểm ấy mình đã hoang mang vì mọi thứ ập đến quá nhanh. Cả viện chỉ sót lại mình và 3 đồng nghiệp có kết quả xét nghiệm âm tính, đồng nghĩa với việc chúng mình phải chia nhau ra đi làm trong suốt tháng 11. Hàng ngày, nhiệm vụ của mình là chăm sóc bệnh nhân, phát thuốc, đưa thức ăn, đo nhiệt độ, đo nồng độ oxy, nhắc họ uống đủ nước, lặp đi lặp lại liên tục trong một tháng. Có người sốt cao, chỉ nằm bất động, có người may mắn hơn thì vẫn tỉnh táo và sinh hoạt bình thường. Lúc ấy, mình lại tranh thủ chuyện trò, an ủi và động viên họ. Trong 30 ngày đó, đối với một người bình thường thì không thể nào không bị nhiễm, đó là chắc chắn. Nhưng mình thì vẫn bình yên. Phép màu của mình là pháp môn tu luyện Phật gia, Pháp Luân Công, thường xuyên thành tâm niệm 9 chữ Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo, thì điều kỳ diệu sẽ đến với mọi người. Dịch bệnh đang tàn phá quá nặng nề, mình biết mình phải nói ra, không thể chần chừ lâu thêm nữa. Tiếp đến là trường hợp của chị Trần Thị Liên ở Dĩ An, Bình Dương. Ngày 26 tháng 7, chị kể lại một câu chuyện như sau. Tôi làm việc cho một công ty nước ngoài. Khi dịch bệnh bùng phát, các công nhân đều phải đi xét nghiệm. Trưa hôm đó, khi ăn trưa và nằm nghỉ xong, tôi thấy khác mọi ngày, người cứ mệt mỏi, ngực bị tức, đầu thì bị choáng. Lúc đó tôi có nhớ lại có người từng bảo tôi hãy thành tâm niệm 9 chữ vàng, đó là Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo thì sẽ được bình an. Tôi lập tức niệm thầm trong tâm. Sau một lúc thì các khó chịu dần mất đi. 20 giờ hôm đó có kết quả xét nghiệm và tôi không bị làm sao cả. Đây là một trải nghiệm thật thần kỳ mà tôi muốn chia sẻ với mọi người. Nếu như không biết đến Pháp Luân Công và 9 chữ vàng để nhẩm niệm, có lẽ tôi đã nhiễm virus và bị cách ly từ lâu rồi. Mọi người thấy tốt thì hãy tự tìm hiểu nhé. Quý khán thính giả thân mến, còn rất nhiều trường hợp khác đã trải qua sự thần kỳ khi niệm 9 chữ vàng như trên, chứng tỏ đây không phải là điều hoang tưởng. Sức mạnh khi tâm niệm chân ngôn cũng đã được khoa học gia nhiều nước nghiên cứu và xác thực. Thế giới đang bị đại dịch, ngoài kia còn biết bao nhiêu người hoang mang vì đối mặt với nguy hiểm. Chúng tôi chỉ mong mọi người có thể tự cứu lấy bản thân mình trước khi quá muộn.